Năm 2013, thiên tai tiếp nối thiên tai, dịch bệnh rồi lại dịch bệnh. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn đã về đích với nhiều thành tựu. 1.184.000 tấn lương thực và còn rất nhiều con số ấn tượng mà bà con nông dân và ngành nông nghiệp đã đạt được. Dấu ấn nông nghiệp năm 2013 là động lực để ngành nông nghiệp và bà con nông dân tiếp tục nỗ lực trong năm 2014. Tỉ mẩn với những hạt lúa, ngày ngày những cán bộ kỹ thuật này vẫn chăm chỉ bên những dụng cụ rất khô cứng như thế này. Một công việc tưởng chừng rất nhàm chán. Tuy nhiên qua những công việc như thế này sẽ giúp nông dân có thêm những giống cây trồng có năng suất cao và chất lượng tốt. Sự cần mẫn nỗ lực đó đã được đền đáp với giải khuyến khích giải thưởng khoa công nghệ năm 2013 do Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng. Và đây cũng là nhóm tác giả duy nhất đạt giải thưởng trên lĩnh vực nông nghiệp năm 2013. Những năm gần đây thì trung tâm đang đẩy mạnh làm cái nghiên cứu, tức là tổ chức sản xuất cái giống lúa lai ba dòng. Đó là một số cái tổ hợp chính của chuyển giao từ Viện Nghiên cứu Cây trồng của Trường Đại học Nông nghiệp 1 và một cái giống mà đã triển khai ra diện rộng ấy, trên địa bàn tỉnh, đó là cái giống LC25. Là trung tâm đã phối hợp với đấy là chỗ hợp tác xã Phúc Thanh ấy, để triển khai sản xuất cái hạt F1 này. Và hiện nay thì là cái giống này là cũng đang nằm trong cái cơ cấu chính của tỉnh đấy, và vụ này trung tâm cũng đang tiếp tục để chuyển giao. Kết thúc năm 2013, nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Toàn tỉnh đã đạt được 1.184.000 tấn lương thực, trồng rừng đạt 15.000 hecta, chế biến và xuất khẩu thủy sản đều tăng. Trên lĩnh vực chăn nuôi, các địa phương đều cơ bản khống chế được các loại dịch bệnh nên đã có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng. Toàn tỉnh đã tập trung xây dựng các cánh đồng mẫu, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, từ đó đã tìm được đầu ra cho nhiều loại nông sản. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới có nhiều kết quả đáng kể. Trong đó một xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đạt được kết quả trên thì chúng tôi thấy là về công tác chỉ đạo thì từ ngành nông nghiệp ở tỉnh và tất cả địa phương thì trong công tác chỉ đạo là hết sức nhạy bén, linh hoạt, xử lý kịp thời những vướng mắc và đáp ứng kịp thời sản xuất. Còn về phía bà con nông dân thì quá khó khăn như vậy, ta thấy là bà con nông dân Nghệ An thứ nhất là cần cù chịu khó, nhưng mà đồng thời chấp hành rất tốt những cái quy trình kỹ thuật cũng như cái hướng dẫn của các nhà khoa học, các nhà kỹ thuật đề ra, do đó chúng ta đạt được những cái kết quả thành tựu như vậy. Với gần 80% dân số sống ở nông thôn và đa phần đều sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, vì thế phát triển nông nghiệp vẫn đang là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. Năm 2014 dự báo là một năm thời tiết diễn biến phức tạp. Vì thế, để sản xuất nông nghiệp thắng lợi, thì việc xây dựng kế hoạch nông lịch ngay từ đầu năm đã được ngành nông nghiệp quan tâm thực hiện. Để đạt được kết quả cao trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, thì ngành nông nghiệp và nông thôn là có cái nhìn định hướng chính. Thứ nhất là phải là quan tâm đồng bộ tất cả các chương trình, các ngành, tức là đồng bộ từ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản và phát triển nông thôn. Cái thứ hai là trên cơ sở từng lĩnh vực, từng ngành thì trong công tác chỉ đạo thì phải quyết liệt hơn và bám cơ sở hơn và năng động, linh hoạt hơn. Cái thứ ba nữa là để đạt được cái kết quả cao thì đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, ứng dụng nhanh các tiến bộ mới. Mùa xuân đang bắt đầu và một năm sản xuất nông nghiệp cũng được tính từ vụ xuân. Bởi vụ xuân chiếm đến 65% tổng sản lượng lương thực trong năm. Điều đó cũng có nghĩa để một năm nông nghiệp thu được thắng lợi thì trong vụ xuân bà con nông dân cần được mùa toàn diện. Mùa xuân bắt đầu cũng là khi nhà nông xuống giống chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.